Hôm nay có đi ra đồng thì có phát hiện một cái hang mọi người à. Cái hang khá là to luôn ha. Mà mọi người có biết bên trong đó là con gì không? Bây giờ thì sử dụng một cái máy như thế này để pha khói. Mọi người nhìn lượng khói nó ra kìa, rất chi là khủng luôn ha. Mà sẽ có những anh em thắc mắc là bên trong có gì mà khói dữ vậy đúng không? Cũng chỉ là mấy cọng rơm thôi mọi người à. Bởi vì cái hang này nó thông nhau á, cho nên là mình pha khói bên kia, rồi sau đó thì mình sẽ đợi các con vật bên trong cái hang này nó chui ra. Nhìn là khói trắng nó bay ra kìa, khá là phất phơ luôn ấy. Mà bây giờ thì các con vật ở bên trong thì chắc chắn là không thở nổi, nó sẽ ra thôi. Mình có nhét một cái cây bên trong á mọi người à. Con vật mà nó bắt đầu chui ra là nó sẽ nhúc nhích nha. Sau hơn khoảng 1 phút thì cuối cùng vẫn chưa thấy gì hết. Nhưng mà cứ bình tĩnh và chờ đợi thôi mọi người à. Không sao hết. Mà mọi người đã từng bắt những con vật bằng cách này bao giờ chưa? Khá là hấp dẫn ha. Cách này thì khá là phổ biến, chỉ sau là dùng nước thôi. Nhưng mà nước ở đây thì không có nhiều. Và sau một thời gian thì cuối cùng con vật bên trong cũng đã bắt đầu chịu lòi ra rồi mọi người à. Đó là một em chuột nha. Em này khá là to luôn ấy. Bây giờ thì làm món gì ngon hả mọi người? Nhớ để lại cho em một món ngon để